trở lại Kiên Giang để được cùng em ngắm nhìn đêm rạch giá. Biển quê em bạc ngàn tôm cá và những con xáo xuyến trên bến cảng quê hương mình ước hẹn bụi tao phong. Em kể anh nghe quyền thoại một anh hùng, người chủ tướng làng chài áo dài yêu dân tộc dân nói dũng cảm đứng lên đánh đuổi quân thù giành lại giang sơn, kiếm bạc Kiên Giang lừng lẫy khắp quỷ thần. Ôi câu thơ ngàn đời ghi tạc với sử sách, nguyện trung trực hùng anh sáng ngời gương bất tử.
nồng thâm